Xin chào đầu năm cả nhà nha. Hôm nay là mùng 6 Tết rồi cả nhà ơi, hết Tết rồi. Nhanh quá, mới xôn xao đây mà bây giờ đã hết Tết rồi. Mọi người đã chuẩn bị đi làm lại ngày đầu tiên trong ngày đầu năm mới rồi nè. Các em nhỏ thì cũng sắp sửa đi học rồi. Thì Hạnh xin chúc cả gia đình mình á có những cái ngày đầu năm thật là thuận lợi nè, thật là nhiều năng lượng nè, có nhiều sự sáng tạo trong công việc nè và thăng hoa trong cuộc sống nha. Một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, thành công. Nói chung là những cái gì tốt đẹp nhất gửi đến cả gia đình mình nha. Và mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nè, trong khi mà cái tình hình dịch nó bùng phát trở lại rất là phức tạp nữa. Ngày hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ đến cả nhà mình một cái món ăn rất là đơn giản, dễ làm, nhanh gọn ha, mà dễ ăn, ngon miệng lắm. Cả nhà có thể dùng làm món ăn cơm nè, món khai vị trong mấy cái bữa tiệc nhỏ nhỏ nè, hoặc là dùng cho mấy anh nhắm bia. Rất là dễ làm, không có bị ngán ha, mà rất là healthy luôn. Đó là món gỏi rau càng cua, bắp giấm với lại bò xào và một ít trứng luộc. Mình có thể ăn chung với lại nước mắm chua ngọt nè, hoặc là có thể ăn chung với lại mắm nêm cũng rất là ngon đó cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà cùng vào bếp với Công Viên Miền Tây mình cùng làm cái món ăn đơn giản mà hấp dẫn này nha. Ở đây thì Hạnh có chuẩn bị một ít rau càng cua nè cả nhà, khoảng chừng 1 kg rau càng cua ha. Rau càng cua thì Hạnh đã lặt sạch rồi, mình mua rau càng cua về đó thì nó sẽ có những cái rau á cả nhà. Đây nè, để Hạnh cho cả nhà xem cái rau ha. Đây nè, cái này nè cả nhà, cái sợi này nè. Thì cái này thì tùy thích mình có thể lặt cái này bỏ, hoặc là mình cũng có thể để lại mình ăn cũng được, không sao hết trơn ha. Ở đây thì nhà Hạnh đã lặt bỏ rồi nè, còn sót lại một vài cọng thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Rau càng cua này là rau thiên nhiên á cả nhà, tức là nó tự mọc á, ăn rất là tốt cho sức khỏe nè, không có phân thuốc gì hết trơn á, mà ăn nó rất là ngon, giòn lắm cả nhà. Ở đây Hạnh có chuẩn bị thêm thịt bò này Hạnh dùng 500g ha, nửa ký. Bò thì mình nhớ là mình sẽ chọn cái thịt cho nó mềm á cả nhà, thì khi mình xào lên mình ăn nó sẽ ngon hơn ha. Bò này thì Hạnh đã rửa sạch và cắt lát mỏng vừa ăn rồi và để ráo rồi đó cả nhà. Mình nhớ mình cắt thịt bò thì mình sẽ cắt xớ ngang ha, mình đừng có cắt xớ xuôi, cắt xớ xuôi là nó bị dai lắm. Ở đây Hạnh có dùng thêm trứng. Trứng thì mình dùng trứng gà hay trứng vịt gì cũng được hết nha. Ở này trứng này Hạnh chị của Hạnh mua á, nó to khủng khiếp luôn cả nhà. Nè, cả nhà thấy cái trứng không? Cái trứng này là Hạnh chọn cái trứng nhỏ cho nó vừa rồi đó. Nhà còn cái trứng to hơn nữa đó. Mình thích dùng nhiều thì mình dùng nhiều ha. Ở đây thì Hạnh dùng 5 trứng luôn, tương đối nhiều. Và mình còn có một ít cái trái tắc hoặc là chanh hoặc là giấm để mà mình pha cái nước trộn cho rau càng cua. Ngoài ra thì mình sẽ có hành tỏi băm, xin lỗi cả nhà, hành ớt băm nè, tỏi ớt băm nè, và các cái gia vị đi kèm như là hạt nêm, đường, bột ngọt, dầu hào, dầu ăn thông thường ha. Sẽ bắt tay vào để mà mình làm cái phần gỏi của mình thôi. Mình sẽ cho trứng vào trong nồi để mà mình luộc. Trứng của nhà mình nhỏ hay to mà mình canh chỉnh cái thời gian luộc cho phù hợp ha. Đối với cái trứng to như của nhà Hạnh thì chắc Hạnh phải luộc khoảng chừng 25 phút đó cả nhà. Rồi, mấy cái trứng này nó còn to khủng bố hơn nữa nè cả nhà. Nó to hơn cái trứng trong nồi nữa đó. Con vịt gì mà nó đẻ cái trứng to như cái trứng ngỗng luôn. Thời gian mà chờ luộc trứng thì ở đây Hạnh sẽ đi ướp thịt bò ha. Mình sẽ cho vào trong cái tô ướp của mình là khoảng chừng 1 muỗng cà phê đường, khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê vơi vơi hạt nêm, tiêu siêu tiêu xay nè cho nó thơm, một ít tỏi băm, nửa muỗng canh tỏi băm á cả nhà. Khoảng chừng nửa muỗng canh dầu hào ha. Cái dầu hào của Hạnh nó hết rồi, mình dùng cho nó hết luôn.
cho cái phần thịt bò của mình nó được mềm á, nó không có bị khô khi mà mình xào, thì mình sẽ cho vào trong này một muỗng canh dầu hành tỏi phi á cả nhà. Mình có dầu hành tỏi phi thì mình dùng cho nó thơm ha, còn nếu như mình không có thì mình dùng dầu ăn bình thường cũng được. Và bây giờ thì mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp gia vị này lên, sau đó thì mình sẽ cho thịt bò vào mình ướp. Mình sẽ ướp thịt bò này trong khoảng 15 tới 20 phút thôi, tại vì mình xào thì thịt nó cũng dễ ngấm gia vị lắm, và cái gia vị này là cái thịt này mình sắc lát mỏng đó cả nhà, cho nên là rất là nhanh ngấm luôn. Mình ướp xong rồi là mình đi xào liền cũng được, mà mình để 15-20 phút cũng được luôn. Nếu như mình để thời gian lâu hơn thì mình nhớ mình bọc kín lại và cho vào trong ngăn mát tủ lạnh ha, để giữ cái độ tươi cho thịt của mình đó. Món này làm nhanh lắm cả nhà, mà ăn thì rất là ngon. Ăn theo như cái kiểu nó rất là healthy á cả nhà. Rau với lại thịt nè, không có nhiều dầu mỡ mà cũng không có tinh bột nhiều á, không bị tăng cân. Ướp xong rồi thì bây giờ mình sẽ để ở đây cho nó thấm ha. Và bây giờ mình sẽ đi pha cái nước trộn gỏi. Bây giờ thì Hạnh sẽ cắt cái tắc này ra để mình lấy cái phần nước cốt tắc nha. Ngoài tắc thì mình dùng chanh hay giấm gì cũng được á cả nhà, nhưng mà tắc thì nó sẽ cho cái mùi thơm nè và cái độ chua vừa phải. Bây giờ thì Hạnh sẽ pha cái nước trộn gỏi ha. Nước pha này Hạnh dùng cho khoảng chừng 1 ký rau á cả nhà. Hạnh sẽ lường bằng muỗng canh này để cho cả nhà dễ ướt lượng hơn ha. 1 muỗng nè, 2 muỗng, 3 muỗng, 4, 5, 6, 7 muỗng canh nước cốt tắc nha cả nhà. Món gỏi rau càng cua bò xào này thì mình có thể chấm với lại nước mắm chua ngọt này cả nhà, hoặc là mình cũng có thể chấm với lại mắm nêm. Thì hai cái món nước chấm này thì Hạnh đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Cái món nước mắm chua ngọt thì Hạnh đã chia sẻ ở những cái món gỏi nè, chẳng hạn như là gỏi củ cải nè, rồi gỏi mít đó, thì mình làm cái nước mắm nó cũng tương tự như vậy thôi. Nếu mà cả nhà muốn biết lại cái công thức nước mắm thì mình sẽ vào hai cái clip đó tìm lại xem giúp Hạnh ha. Mình sẽ để cái đường link mô tả phía dưới video này. Còn về cái phần mắm nêm thì cả nhà có thể xem ở cái clip mà làm bún đậu mắm tôm á, thì Hạnh cũng đã chia sẻ rất là kỹ về cái cách pha mắm nêm cho nó vừa ăn á cả nhà. Ở đây 7 muỗng canh nước cốt tắc thì Hạnh sẽ cho 7 muỗng canh đường ha, công thức rất là dễ nhớ luôn. Và 2 muỗng canh nước mắm ngon, thì tại vì hôm nay nhà Hạnh đã có sẵn cái nước chấm rồi đó cả nhà, cho nên là Hạnh không có làm nước chấm nữa, cho nên là không có chia sẻ với cả nhà cái phần nước chấm mà cả nhà chịu khó vào kênh tìm lại xem giúp Hạnh ha. Hạnh sẽ để đường link mô tả phía dưới video này để cho cả nhà dễ theo dõi hơn. Đó rồi, bây giờ mình sẽ trộn cho cái phần đường nó tan hết trong cái chén nước sốt này. Cái phần trứng thì hồi nãy giờ Hạnh luộc cũng khá lâu rồi đó cả nhà, hơn 20 phút rồi thì trứng nó đã chín rồi. Hạnh sẽ chia sẻ cho cả nhà biết kiểm tra cái cách mà biết là trứng nó chín hay chưa đó. Đối với những cái bạn mà ít có vào bếp đó cả nhà, ít luộc trứng thì nhiều khi luộc thì luộc lâu quá thì trứng nó cũng không ngon, nó bị cứng, mà luộc nhanh quá thì sợ cái trứng nó không có chín. Cho nên là để biết là trứng nó có chín hay chưa thì mình sẽ dùng đũa mình gấp lên như thế này nè. Cái trứng mà nó không chín đó cả nhà thì mình gấp nó không có dính ha, mình gấp nó sẽ bị tuột á. Còn đối với những cái trứng mà nó đã chín thì mình gấp nó sẽ dính, nó sẽ lên ha. Đó, cả nhà thấy Hạnh gấp cái trứng dính không, tức là cái trứng nó đã chín rồi. Cái đôi đũa Hạnh đang dùng là rất là trơn luôn á, nó còn bị dính một ít dầu mỡ nữa nè, và nó có sơn một cái lớp bóng ở bên ngoài nó rất là trơn luôn, nhưng mà Hạnh gấp cái trứng nó chín, nó dính nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, tức là cái trứng của mình nó đã chín rồi. Còn nếu như mà các bạn sợ nữa đó thì mình luộc xong rồi mình đừng có vội lấy ra khỏi nước á, mình tắt bếp đi, nhưng mình để trứng ở trong nước này thêm một khoảng chừng 50 phút nữa để cho cái độ nóng của nước nó giúp cho trứng của mình nó chín hoàn toàn hơn ha. Đó là cái cách mà kiểm tra trứng chín rất là dễ luôn á mọi người. Gỏi rau càng cua bò xào này nè, cái gỏi thì mình cũng trộn rồi mình ăn liền thì nó mới ngon, rồi cái bò xào thì mình cũng xào vừa xong á, nóng mình đổ ra rau là mình ăn liền thì nó mới ngon. Cho nên là cái món này mình không có cần phải làm trước, khi nào tới giờ ăn thì mình mới làm để cho nó ngon nhất có thể nha cả nhà. Đó, mình có thể ớt thịt bò sẵn nè, rồi mình trộn cái nước gỏi sẵn nè, rau thì mình rửa sạch, mình để ráo sẵn nè, trứng luộc bóc vỏ sẵn đó. Rồi khi nào mà có khách tới hay là khi nào mà mình tới giờ mình dùng cơm á thì mình hẳn trộn gỏi nè, hẳn xào thịt bò nè, đó, xào xong chín là ăn liền luôn, là đảm bảo là sẽ ngon.
giảm cái đường và cái nước mắm ở trong cái nước sốt gỏi này cho nó vừa vừa ăn với khẩu vị ăn của gia đình mình ha. Riêng Hạnh thì Hạnh đã làm rất là nhiều lần cái nước sốt gỏi rồi thì Hạnh thấy cái công thức này rất là ưng ý, rất là vừa ăn luôn, cả nhà ai ăn cũng khen hết á. Là tỷ lệ là một đường một nước mắm, coi tỷ lệ là một đường một nước tắc hoặc là chanh ha, rồi thêm 0,5 hoặc là 0,3 nước mắm nữa là được rồi. Khi mình trộn cho cái phần đường nó tan rồi đó cả nhà và nêm nếm vừa ăn rồi đó thì mình sẽ cho vào trong này là một muỗng canh tỏi băm nè, rồi một muỗng canh ớt băm nè, đó như vậy thì cái nước sốt của mình đã hoàn thành rồi. Cả nhà thấy hấp dẫn chưa, thấy cái chén nước trộn gỏi hấp dẫn chưa, chua chua ngọt ngọt cay cay. Giờ thì anh sẽ đi trộn cái gỏi rau càng cua nha cả nhà. Mình ăn bao nhiêu thì mình trộn bấy nhiêu thôi. Mình trộn trước là nó bị yếu rau á, nó bị nhèo á, nó không còn giòn nữa đó cả nhà. Mình sẽ cho vào trong này là khoảng chừng nửa cái rau thôi nè. Mình sẽ cho từ từ cái nước sốt vô ha, cho đến khi nào mà mình trộn lên mình thấy cái gỏi của mình nó vừa ăn rồi thì thôi. Lạc thì mình có thể cho thêm nước sốt nữa. Trộn xong thì mình sẽ cho ra dĩa luôn, mình dùng bao tay mình trộn nhẹ nhàng thôi để cho cái rau của mình nó thấm gia vị nhưng mà nó không có bị quá dập đó cả nhà. Nó dập quá thì nó cũng không có ngon. Xong và nếm thử là vừa ăn rồi thì mình cho ra dĩa luôn nè. Mình sẽ để ra một bên ha và mình đi cắt trứng nha. Trứng thì Hạnh đã lột vỏ rồi nè cả nhà. Trứng thì một thì mình có thể cắt khoanh tròn, hai thì mình sẽ sắc muối cao. Cái đó là tùy thích gia đình mình ha. Mình thích ăn kiểu nào thì mình làm kiểu đó nha. Ở đây thì Hạnh có cái đồ cắt trứng này để Hạnh cắt thử coi cái trứng nó có đẹp hay không nha cả nhà. Mua nhưng mà cũng ít có dùng lắm cả nhà. Mình cắt thử coi cái trứng nó còn nguyên không nha. Cái trứng này to quá, khó cắt quá. Mình cắt lát, cái này là cắt lát mỏng nè cả nhà. Và bây giờ mình sẽ cho lên trên cái dĩa rau luôn ha, chứ để mình chuyển tới chuyển lui cái nó bị bể. Trứng lên như thế này rồi nè cả nhà. Phân nửa thì mình sẽ sắc lát tròn ha, sắc khoanh tròn. Phân nửa thì mình sẽ sắc muối cao. Bây giờ thì mình sẽ đi xào thịt bò mình cho lên nữa là xong rồi. Sẽ cho lên bếp một cái chảo nè, mình sẽ cho vào trong chảo là khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn ha. Nóng thì mình sẽ cho tỏi vô mình phi, mình sẽ phi cho cái phần tỏi của mình nó vàng thơm lên. Bò này thì mình ăn bao nhiêu thì mình xào bấy nhiêu thôi nha cả nhà. Hồi nãy Hạnh dùng phân nửa cái lượng rau thì bây giờ Hạnh cũng sẽ dùng phân nửa cái lượng thịt bò thôi. Mình xào như vậy thì nó sẽ ngon hơn. Ở những cái mình đi quán, mình đi nhà hàng đó cả nhà, tại sao mà người ta làm đồ xào á, người ta xào rất là ngon, nó không có bị ra nước á, và rau củ này kia nó giòn, nó không có và giữ được cái màu xanh tươi á, là nhờ người ta dùng cái bếp chè á, lửa người ta lớn mà người ta xào với cái lượng nhỏ á thì nó rất là ngon. Còn thường như bếp gia đình nhà mình á, lửa nó không có lớn mà mình xào cái lượng thức ăn lớn quá thì nó không có bị hỏng được ngon á cả nhà, nó không đủ độ nóng á, cho nên là cái phần thịt hoặc là rau củ của mình nó hay bị ra nước là như vậy đó. Cho nên là nếu như mà cái lượng của nhà mình dùng nhiều á thì mình sẽ chia nhỏ ra để mà mình làm ha, mình chịu khó mình làm nhiều lần nó thì nó sẽ ngon ha. Còn thịt bò thì mình nhớ là mình sẽ xào trên lửa thật là lớn nha, để cho thịt của mình nó mềm và nó không có bị ra nước nè, không có bị mất cái độ ngọt của thịt. Mình xào nhanh thôi, thịt nó chín tái là được rồi. Khoảng 3 phút thì thịt nó chín như vậy là mình tắt bếp được rồi đó cả nhà. Mình cũng nêm nếm lại theo vừa ăn theo khẩu vị ăn của gia đình mình ha. Bây giờ thì mình sẽ cho lên cái dĩa rau càng cua đã chuẩn bị sẵn nữa là xong rồi đó. Mình sẽ cho thịt lên nè. Mẹ sao mẹ nấu bằng ruột á? Gì con? Mẹ nấu á. Thịt lên xong rồi nè cả nhà. Cái này thì nếu mình có đậu phộng á, thì mình rắc một ít đậu phộng lên nữa cũng ngon ha. Mà hôm nay Hạnh quên chuẩn bị đậu phộng rồi. Không có cũng không sao đâu cả nhà.
mình dùng chung với lại nước mắm chua ngọt nè. Cả nhà thấy cái món này nhanh và đơn giản không cả nhà? Rất là dễ luôn ha. Cái món này thì mình có thể làm dùng làm món ăn cơm nè, hay hoặc là mình dùng làm món nhậu á, cho mấy anh nhắm bia, làm món khai vị trong mấy cái bữa tiệc nhỏ nhỏ cũng được luôn. Nói chung là rất là dễ làm và nhanh chóng ha, mà rất là ngon miệng luôn á cả nhà. Mình ăn cái món này rất là healthy luôn, không có tinh bột nè, rất là tốt cho sức khỏe ha. Thịt bò thì như mọi người đã biết là rất là bổ rồi, trứng nữa, rồi rau càng cua này thì cũng rất là dinh dưỡng luôn, mà lại an toàn nữa, không có qua trồng trọt hay là xử lý phân thuốc gì hết á, cho nên là nó rất là tự nhiên luôn. Vậy là Hạnh đã hoàn thành xong cái món gỏi càng cua bò xào và trứng rồi. Rất cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh Combo Miền Tây trong thời gian qua. Mong được cả nhà tiếp tục ủng hộ bằng cách like video, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh và những cái video của Hạnh đến người thân và bạn bè, để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ăn ngon mới lạ hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình nha. Mọi người cũng đừng quên bấm vào nút cái chuông để khi có clip mới thì YouTube sẽ thông báo ha. Và cũng cho Hạnh xin một nút bình luận góp ý để khi mà Hạnh đọc thì Hạnh sẽ có những cái tích góp để mà Hạnh hoàn thiện hơn ở những cái video sau nè. Và Hạnh xin chúc cả nhà một năm mới thật là dồi dào sức khỏe nè, bình an nè, luôn thành công, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống nha.